안녕하세요. 안녕하세요. 신자 여러분. 민라 유나. 민라 대원. 중민라 앵엠. 고. 고 hôm nay chính là. 짜잔. 고 hôm nay chính là 갈리. 건배. 건배. 농라 꼬꼬민 건배. 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 오, 그냥 건배 다 틱 농엄. 농. 키나마. 갈리. 건배. 건배. 오케이. 민 쌤 đã chuẩn bị một cái tình huống cho các bạn. Yuna sẽ gặp các bạn nước ngoài và mình đã vào một cái party cuộc chơi với các bạn nước ngoài thì sẽ nói 건배. Ok các bạn hãy xem nhé. Anh đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Ok thế thì bắt đầu. Ôi cái tiệc ở Hàn Quốc này hay thế, tổ chức lớn thật. Nhiều người nước ngoài có đấy. Oh hi. Oh, hi. Cheers. I'm David from Mỹ. Mình là Yuna đến từ Hàn Quốc. Oh, okay. A good party. It's very, very fun and handsome people. And yeah. Cheers. Cheers. 건배. Oh. 건배 in Korean. 막 tiếng Hàn là 건배. Oh, okay, okay. 건배. 건배. Have fun. Ủa, tên thật. Ai? Bạn là người nước nào ấy? My name is Muliak from Đức. Đức. Germany. Very nice beer. German people drink beer. Prost. Prost. Tiếng Đức à? Tiếng Hàn là con bè. Ok. Con bè. Con bè. Con bè. Con bè. Có cả người Đức. Alo. Alo, chị về đây ai quá? Alo, xin chào bạn. Bạn người Việt Nam à? Mình đến từ Hà Nội đây. Mình là người Hàn Quốc. Ôi thế à? Nhưng mà biết nói tiếng Việt. Hai nha, tới đi uống kiểu Việt Nam đi. Một hai ba, rô hai ba, rô hai ba, rô. Thế thì lần này thì mình sẽ dạy tiếng Hàn cho bạn. Tiếng Hàn là 건배. 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 Trời ơi. Say à? Say rồi. Say rồi. 건배 nhiều quá bị say rồi. 건배. Ôi, bình tĩnh lại. Ok các bạn hãy nhớ câu của ngày hôm nay là 건배. 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 Các bạn hãy nhớ. Nhớ 건배 này để sử dụng khi nào mà đi uống rượu soju với người Hàn Quốc. Rồi nha. Ok các bạn hãy nhớ cả cái này. Like, subscribe. Tiếng Hàn của anh em. Cô. 안녕.